Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kết nối thị trường được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, sầu riêng được mệnh danh là ông vua trái cây xứ nhiệt đới. Hương vị đặc trưng, độc đáo đã giúp cho sầu riêng trở thành loại trái cây đặc sản và nhận được sự yêu thích của người dân từ Nam ra Bắc, lại có giá trị xuất khẩu trên thị trường quốc tế. Có lẽ là không một trái cây nào chứa đựng sự đối lập đầy khác biệt như trái sầu riêng. Vỏ ngoài gai góc, mùi hương nồng rất lạ, khiến cho nhiều người có sự e ngại khi lần đầu nếm thử. Tuy nhiên, một khi mà đã được thưởng thức múi sầu riêng với hương vị đậm đà thì sẽ vô cùng khó quên. Theo số liệu thống kê của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có gần 85.000 hecta diện tích canh tác sầu riêng, sản lượng ước đạt 700.000 tấn mỗi năm, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tiền Giang, Long An, Đắk Lắk, Gia Lai, Bình Phước và Lâm Đồng. Sản lượng này tuy không lớn, song với mức giá khá cao, nhiều người tiêu dùng vẫn khó tiếp cận nên được đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt với kỹ thuật trồng giải vụ, giá trị của trái sầu riêng còn tăng lên nhiều lần, mang lại thu nhập khá cho người trồng. Đây cũng là nội dung của chương trình Kết nối thị trường ngày hôm nay. Và trước khi đến với nội dung này, xin mời quý vị sẽ cùng điểm qua một số thông tin về thị trường nông sản đáng chú ý trong tuần qua. Bộ Công Thương cho biết một số chủng loại gạo xuất khẩu trong năm 2023 vẫn được ưa chuộng trên thị trường như gạo thơm các loại ST24, ST25, DT8, Hàm Châu, Nàng Hoa. Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng đầu năm nay vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm có nhu cầu tiêu thụ lớn về sản lượng. Trong đó, Philippines vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 1 năm 2023, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt gần 360.000 tấn, mang về gần 187 triệu đô la Mỹ, giá xuất khẩu trung bình gần 520 đô la Mỹ một tấn. Những ngày này, người trồng mận ở huyện Mộc Châu và huyện Yên Châu của tỉnh Sơn La đã rục rịch thu hoạch mận trái vụ. Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, người trồng lại chủ động chăm sóc nên mận trái vụ cho quả to, đều, vị chát giảm. Do mận trái mùa sản lượng không nhiều, mỗi cây chỉ từ vài lạng đến vài cân nên ở thời điểm đầu mùa như hiện tại, giá bán rất cao, thậm chí cao gấp 10 lần so với chính vụ. Nếu như ở thời điểm mận chính vụ, giá mận chỉ dao động từ 15 đến 40.000 đồng một kg, thì tại thời điểm này, mận trái mùa đang được bán với giá cao hơn nhiều lần, dao động từ 100 đến 150.000 đồng một kg. Do đặc tính vỏ xanh, ruột vàng có vị ngọt thanh, ăn sống hay chín đều được, nên giống đu đủ ruột vàng đang rất được ưa chuộng. Hiện đu đủ ruột vàng đang được thương lái thu mua tại vườn ở mức 7.000 đồng một kg, tăng 2.000 đồng một kg so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Trung bình 1.000 m2 trồng đu đủ ruột vàng, một đợt thu hoạch cho 200 đến 300 kg trái, tương đương khoảng 4 đến 4,5 tấn một vụ. Trừ hết các khoản chi phí đầu tư, nhà vườn trồng đu đủ mùa này đạt lợi nhuận hơn 25 triệu đồng một công, tương đương 250 triệu đồng một hecta. Trái ngược với những tín hiệu về thị trường đối với các mặt hàng ở trên, thì hiện nay thị trường tỏi Lý Sơn lại khá trầm lắng. Ghi nhận vụ tỏi đông xuân năm nay tại huyện đảo, nhiều ruộng tỏi bị chết rũ hoặc chậm phát triển, củ khá nhỏ và bị bung lớp lụa, bán không được, năng suất giảm từ 60 đến 70%. Không chỉ giảm năng suất, giá tỏi Lý Sơn thời điểm này cũng rất thấp. Nếu như lúc cao điểm, giá loại tỏi đặc sản này ở mức 70.000 đồng một kg, thì ở thời điểm này, giá chỉ còn 15.000 đồng một kg. Trở lại với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là không một trái cây nào chứa đựng sự đối lập đầy khác biệt như trái sầu riêng. Vỏ ngoài gai góc, mùi hương nồng rất lạ, khiến cho nhiều người có sự e ngại khi lần đầu nếm thử. Tuy nhiên, một khi đã được thưởng thức múi sầu riêng với hương vị đậm đà thì sẽ vô cùng khó quên. Đây cũng là lý do dù loại trái cây này có giá đắt đỏ nhưng vẫn được một bộ phận người tiêu dùng trong nước ưa chuộng. Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch. Trong rất nhiều loại trái cây Việt Nam như xoài, dưa lưới, thanh long và vô vàn trái cây nhập khẩu như táo, lê, nho, có một không gian vừa đủ để dành cho trái sầu riêng. Chị Hương là một khách hàng rất ưa chuộng sản phẩm sầu riêng bởi vị ngọt đặc trưng mà không trái cây nào có được. Sầu thứ nhất là nó mịn, thứ hai là cơm mềm, đấy, thứ ba là ngọt. Ngọt đến độ vừa thôi chứ không phải là bị ngọt quá. Ví dụ là đợt này gần hết mùa rồi thì ít sử dụng hơn trong đợt đầu mùa hè. Thì tại vì là thích ăn thôi chứ cũng không biết như nào. Trung bình, 1kg sầu riêng Việt Nam bán lẻ dao động từ 110.000 đến 130.000 đồng 1kg. Loại trái cây này có vỏ khá nặng,
Do đó mà so với các loại trái cây cùng mức giá như táo, lê, nho thì sầu riêng vẫn đắt đỏ hơn. Tuy nhiên, với những người yêu thích loại trái cây này thì giá không phải là vấn đề. Thứ mà họ quan tâm là đáp ứng được sở thích nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tôi không biết là với mọi người như nào nhưng mình thì riêng mình lại khác, tại vì là mình thích thì mình ăn thôi chứ cũng không để ý đến việc là giá thành nó như nào. Tại vì lâu nay cũng biết là sầu là không hề rẻ so với tất cả các loại hoa quả khác rồi. Nhưng mà bây giờ kiểu ví dụ như mình thích, mình thèm quá thì thì cũng phải mua thôi. Nếu mà đắt thì cũng phải mua thôi. Bình thường ở trong siêu thị thì nó sẽ rõ nguồn gốc hơn là ở ngoài, nên là mình sẽ ưu tiên là mua trong siêu thị nhiều hơn là ở ngoài. Tại vì ở ngoài hầu như thì mình không biết là mọi người nhập ở đâu hay là như nào cả. Có bạn ạ, nhà tôi chưa ăn đúng vụ chứ không bao giờ ăn trái vụ. Ăn trái vụ cũng sợ nên là toàn ăn đúng vụ thôi. Đúng vụ là hay mua nhiều. Cơ bản là trẻ hay ăn được, trẻ lại thích ăn. Hay là mua về là trẻ ăn một phát là hết luôn, cả quả. Trên thị trường, ngoài sầu riêng Việt thì còn rất nhiều loại sầu riêng nhập khẩu như sầu Thái, sầu Malaysia, v.v. Mức giá cũng tương đương nhau, nhưng sầu riêng Việt Nam vẫn giành được sự ưa chuộng hơn do chất lượng vượt trội. Sầu của trong nước của mình rất là ngon, nó đậm đà, nó mềm, nó không bị cứng. Còn nhiều khẩu nhiều khi cũng bị, nó còn xanh ấy, phải bổ ra thì là mua về là mình cứ bị cứng, vứt bỏ đi nhiều. Người Việt phải dùng hàng Việt Nam chứ, nên là cứ tin tưởng hàng Việt Nam thôi ạ. Ở trong nước thì vẫn cứ cảm thấy là an tâm hơn, nên là mua trong nước, không dám mua bên ngoài. Gia đình nào mà số người ăn nhiều thì người ta sẽ chọn những quả to. Còn những gia đình mà, tại vì sầu này cũng không phải là toàn bộ người Việt Nam mình đều ăn được hết, mà có những gia đình thì chỉ có mẹ hoặc con ăn được, mà có những gia đình chỉ có người chồng ăn được thôi. Cho nên là người ta sẽ tùy vào cái xu hướng gia đình người ta ăn. Là gia đình đông thì sẽ mua quả to. Còn gia đình mà ăn ít, số người ít thì là sẽ mua quả vừa vừa. Theo khảo sát, so với những loại trái cây nhiệt đới khác, thì trái sầu riêng có sức tiêu thụ hạn chế hơn. Một phần do giá cả khá đắt đỏ, phần còn lại do thị hiếu tiêu dùng. Không phải ai cũng sử dụng được sầu riêng do hương vị quá đặc trưng. Tuy nhiên, về cơ bản, sầu riêng Việt đang được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Theo mùa vụ thì từ trước Tết Nguyên đán 2023, nông dân các tỉnh miền Tây đã bắt đầu thu hoạch sầu riêng nghịch mùa từ mức 70.000 cho đến 80.000 đồng 1 kg. Giá sầu riêng Ri 6 Dona tăng vọt lên 130.000 đồng cho đến 210.000 đồng 1 kg mà thương lái vẫn đỏ mắt để lùng sục. Sau Tết, giá sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục tăng phi mã, có thời điểm giá thu mua tại vựa lên tới hơn 200.000 đồng 1 kg. Ghi nhận tại Tiền Giang, vựa sầu riêng lớn nhất nước, nông dân bỗng chốc lãi tiền tỷ ngay tại vườn nhà. Có 6 công tương đương 6.000 m2 đất canh tác 150 gốc sầu riêng Ri 6 và Dona. Anh Nguyễn Văn Triệu, 43 tuổi, thành viên hợp tác xã sầu riêng Ngũ Hiệp cho biết, vụ trái này sau khi trừ hết chi phí, anh lãi khoảng 1,2 tỷ đồng. Anh Triệu cho biết là mỗi cây sầu riêng trong vườn anh có 40-45 trái, năng suất là 200 kg mỗi cây. Vụ nghịch này anh dự kiến thu hoạch được 10 tấn trái, được hợp tác xã bao tiêu toàn bộ với giá 170.000 đồng 1 kg, cao gấp 3 lần năm ngoái. Thấy sầu riêng nó cũng có được năng suất cao. Từ trước tới giờ thì làm thì giá thì cũng 70-80, nhưng mà tới năm nay thì ước lượng là năm nay mới đạt năm đầu tiên là giá ước lượng 170.000 ký. Là bông lúc tháng 7. Tháng 7 bắt đầu mình vô mình săn sóc ở gốc rồi mình dọn dẹp rồi bắt đầu mình mới đậy mũ. Đậy mũ rồi bắt đầu mới lên xử lý cho nó ra qua xong rồi bắt đầu mình mới tới nay là chuẩn bị bán. 10 tấn này nếu mà hiện tại giá này bán cho 1 tỷ 2 tá lại. Hợp tác xã sầu riêng Ngũ Hiệp hiện có 102 thành viên, quy mô sản xuất là 191 ha. Anh Huỳnh Tấn Lộc, giám đốc hợp tác xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang cho biết, suốt 10 năm hoạt động của hợp tác xã, chưa năm nào giá sầu cao như năm nay. Hiện sầu riêng Ri 6 có giá từ 130.000 đến 140.000 đồng 1 kg, sầu riêng Dona từ 170 đến 180.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá thu mua sầu riêng loại 1, loại 2 để xuất khẩu. Khi mà được cái nghị định thư ký rồi thì cái giá sầu riêng là nó đã khác với những cái năm trước kia. Thì lúc trước thì sầu riêng nó cao nhất là 115.000 là bắt đầu nó rớt lại. Còn riêng cái năm nay cuối của năm 22 đầu năm 23 này thì hiện nay sầu riêng mõn thon thì tại vườn thì nó nằm khoảng 170-180.000, còn Ri 6 thì 140-150.000. Hiện nay đến ngày nay nha thì giá thị trường thì nó có sự biến động, nhưng mà so với những cái năm trước thì đến thời điểm này thì giá rất là tốt.
Theo anh Lộc, những năm trước, giá sầu riêng nghịch mùa dao động từ 60 đến 80 nghìn đồng một kg, cao nhất khoảng 115 nghìn đồng một kg cắt tại vườn. Đến năm 2020, ảnh hưởng của xâm nhập mặn nên sầu riêng mất mùa. Sang năm 2021, vì dịch bệnh nên sức tiêu thụ loại trái cây đặc sản này cũng chậm, có lúc chỉ còn 35 nghìn đồng một kg. Từ tháng 7 năm 2022, nhờ nghị định thư xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc được ký, giá cả mặt hàng này có sự thay đổi. Mặt khác, thời điểm này, Thái Lan chưa có sầu riêng nên Trung Quốc vẫn đang tiêu thụ sầu riêng của Việt Nam là chủ yếu. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá sầu riêng liên tục tăng. Dù giá cao nhưng anh Lộc cho biết vẫn gặp khó trong khâu thu mua vì sầu riêng nghịch mùa rất hiếm hàng. Hợp tác xã phải tìm mua ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mới gom đủ số lượng để đóng chuyến hàng xuất khẩu. Sắp tới sẽ có hai đợt thu hoạch trái nữa, vào đầu và cuối tháng 2 âm lịch. Đến cuối năm 2022, diện tích sầu riêng toàn tỉnh Tiền Giang đạt hơn 17.600 ha, phân bố tại các huyện Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy. Trong đó có hơn 10.500 ha sầu đang trong thời kỳ cho trái, năng suất trung bình là 26,4 tấn một ha, sản lượng trên 278.000 tấn. Sầu riêng Việt Nam dù chỉ mới xuất khẩu chính thức từ tháng 9 năm 2022, nhưng Trung Quốc đã nhập khẩu đạt giá trị khoảng 400 triệu đô la Mỹ. Do đó, các chuyên gia thị trường dự báo là năm 2023, khả năng xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang thị trường hơn 1,4 tỷ dân này lại có cơ hội đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Việc cần làm ngay lúc này đối với quả sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam là cần phải gia tăng hơn nữa số lượng các vùng trồng được cấp mà xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc để ngành hàng này phát triển mạnh mẽ và lâu dài trong thời gian tới. Thời gian gần đây, giá sầu riêng liên tục nhích lên và đạt mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua. Giá tăng cao không chỉ bởi do sầu riêng được tiểu thương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc mà nguồn cung cũng hạn chế vì nghịch mùa. Thực tế này cho thấy việc sản xuất một loại trái cây nào đó như là sầu riêng theo hướng giải vụ, không tập trung canh tác tạo ra sản lượng lớn và chính vụ sẽ giúp duy trì được giá bán ổn định. Tuy nhiên, việc sản xuất giải vụ đòi hỏi sự am hiểu về kỹ thuật, thời tiết vùng miền, vấn đề canh tác. Những năm qua, nông dân tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã áp dụng biện pháp siết nước kết hợp với ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để xử lý cho sầu riêng ra trái rải vụ nghịch mùa. Chi phí sản xuất sầu riêng rải vụ nghịch mùa thường cao hơn nhiều so với việc để cho cây ra trái thuận mùa tự nhiên, nhưng bù lại giá bán luôn cao và dễ tiêu thụ. Đặc biệt, nông dân có thể kiếm lời cao gấp 2 đến 5 lần so với việc trồng sầu riêng cho trái thuận mùa. Tuy nhiên, hiện nay khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, việc sản xuất sầu riêng nghịch mùa vẫn còn hạn chế. Mình rải vụ mùa đi, ví dụ như mọi người có thể là 5 ha, 3 ha mình rải vụ ra, có thể là mình chi phí nó cao hơn. Nhưng mà về cái mùa nghịch của nó có thì giá trị nó cao và nó rã cho cái mùa thuận, cái số lượng nó ít đi thì cái giá trị nó sẽ cao hơn. Ngoài vùng đồng bằng sông Cửu Long, sầu riêng còn được trồng ngày càng nhiều ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Vào các mùa thu hoạch rộ, lượng trái sầu riêng cần tiêu thụ là rất lớn và sẽ còn tăng trong thời gian tới. Do vậy, phát triển sản xuất sầu riêng rải vụ nghịch mùa gắn với mở rộng thị trường xuất khẩu là hướng đi rất cần thiết. Sản xuất mà mùa nghịch hay nói khác đi, bây giờ là gọi là rải vụ đó, thì chúng ta phải hiểu được cái thời vụ sầu riêng của các vùng ở trồng sầu riêng trọng điểm trong cả nước. Thì hiện nay thì cái thời vụ mà thu hoạch sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long thì thường thường là cỡ tháng 4, tháng 5. Rồi sau đó là tới miền Đông Nam Bộ tháng 5, tháng 6. Rồi tới là cái vùng tháng 7, tháng 8 là cái vùng Đắk Lắk. Rồi tháng 9, tháng 10 là cái vùng mà khí hậu lạnh cao, có độ cao 800-900 mét. Do thành ra là như vậy thì nếu mà sản xuất mùa nghịch mà sầu riêng ở Việt Nam mà thật sự thì bây giờ chủ yếu là từ tháng 11 cho tới tháng 3 năm sau. Để ổn định giá cả đầu ra cho trái sầu riêng rải vụ nghịch mùa, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng ở trung ương, địa phương và nông dân tại các vùng trồng. Qua đó giúp cân đối diện tích sản xuất sầu riêng rải vụ phù hợp với từng thời điểm trong năm gắn với nhu cầu thị trường. Cây sầu riêng thực sự ra là một trong những cái cây mà trong thời gian vừa qua thì cái người nông dân bất cứ ở tỉnh nào thì cũng có thể trồng. Và như vậy thì đây là cái rủi ro rất là lớn. Vì trước khi mà chúng ta trồng là chúng ta phải biết được rằng là cái cây sầu riêng nó có phù hợp với cái thổ nhưỡng, cái khí hậu, và nó quyết định đến vấn đề chất lượng khi mà bắt đầu bán ra thị trường hay không. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà với cái góc độ là tổ chức hộ thì chúng tôi cũng khuyến cáo đối với cái người nông dân
đặc biệt là những cái vùng mà chúng ta chưa có sầu riêng, chúng ta phải cẩn thận và chúng ta rất là thận trọng. Theo đề án phát triển bền vững cây ăn quả chủ lực đến năm 2025 và năm 2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn định hướng cả nước phát triển khoảng 65.000 hectare đến 75.000 hectare sầu riêng, với sản lượng 830.000 tấn đến 950.000 tấn. Tuy nhiên, hiện nay, diện tích sầu riêng đã vượt khoảng 35.000 hectare so với định hướng, và chắc chắn diện tích sẽ còn tiếp tục mở rộng tự phát. Thực tế này cũng xảy ra ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. Lúc này, các địa phương cần kiểm soát tốt việc mở rộng diện tích sầu riêng, tránh mở rộng diện tích tại những vùng có điều kiện đất đai sinh thái không phù hợp, đồng thời cần nắm sát sản lượng, chất lượng, đặc biệt là cấp mã số vùng trồng cho cây sầu riêng. Để thúc đẩy quảng bá giao thương kết nối tiêu thụ rau quả, trong đó có trái sầu riêng, sự kiện HotX Việt Nam 2023, triển lãm và hội thảo quốc tế lần thứ 5 chuyên ngành sản xuất và chế biến rau, hoa, quả tại Việt Nam đã được tổ chức. Tại sự kiện này, với rất nhiều nội dung hoạt động phong phú, thu hút khoảng 8.000 lượt khách tham quan và hàng trăm doanh nghiệp thuộc ngành hàng rau quả. Qua các lần tổ chức trước đây, HotX Việt Nam đã trở thành sự kiện lớn của ngành nông nghiệp Việt Nam, là điểm hẹn lớn nhất Đông Nam Á dành cho các doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành rau hoa quả, đồng thời giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với công nghệ tiên tiến trên thế giới và mở rộng thị trường xuất khẩu. Quay trở lại sau 2 năm gián đoạn do đại dịch, sự kiện thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của gần 200 thương hiệu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các cụm gian hàng quốc gia như Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam. Các khu trưng bày đặc sản trái cây Việt Nam như dừa, sầu riêng, thanh long, xoài, bơ, bưởi, quýt thu hút đông khách tham quan. Muốn đem trái cây của Việt Nam mình, một số cái sản phẩm trái cây cũng như rau củ quả vừa làm tốt nhất về thị trường trong nước, cũng như là giới thiệu tới bạn bè quốc tế một số sản phẩm mà đặc thù của Việt Nam mình. Sẽ tìm kiếm các công ty cung cấp các công nghệ về trồng trọt, về thu hoạch mà có cái công nghệ cao đến từ các công ty supplier uy tín của nước ngoài, để mình có thể càng ngày càng nâng cao cái phương pháp trồng trọt, thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch. Mình trải nghiệm các sản phẩm thì mình cảm thấy nó tươi ngon, nó bắt mắt, mới lại là mình được trải nghiệm những cái sản phẩm mới mà trước nay mình chưa từng thử qua. Có những doanh nghiệp trong nước và ngoài nước tham gia thì cái độ mà nó phổ biến, mọi người sẽ được tiếp cận nhiều hơn. Đối với Hồ Tết Việt Nam 2023, Hà Lan là quốc gia đối tác với lượng kỷ lục 33 doanh nghiệp. Năm nay đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Hà Lan và Việt Nam. Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, trong đó có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã thăm chính thức Vương quốc Hà Lan. Trọng tâm của chuyến thăm này là phát triển hơn nữa mối quan hệ kinh doanh giữa hai nước và tăng cường hợp tác liên quan đến phát triển chuỗi giá trị bền vững trong lĩnh vực rau quả và ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu. Đặc biệt khi mà Hà Lan tham gia với tư cách là quốc gia đối tác tại triển lãm này, và cùng với đó, chúng ta ăn mừng 50 năm mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Mấu chốt cốt lõi của toàn bộ những sự hợp tác trong triển lãm này đó là về rau, hoa, quả. Ngoài việc trưng bày sản phẩm và kỹ thuật công nghệ tại các gian hàng, Hồ Tết Việt Nam 2023 còn thu hút khách chuyên ngành bởi nhiều hoạt động diễn ra song song tại triển lãm như hội thảo chuyên đề, diễn đàn xuất khẩu, tọa đàm người làm vườn, chương trình kết nối doanh nghiệp, khu trưng bày hoa quốc tế và trái cây Việt Nam. Với những hoạt động phong phú cũng như phần trưng bày rất là đa dạng, chúng tôi kỳ vọng rằng sự kiện sẽ đóng góp vào sự phát triển của ngành rau hoa quả Việt Nam trong cái tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đến đây, chương trình Kết nối thị trường xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.